Chung kết Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022, Thùy Tiên xuất hiện gợi cảm. Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện sớm ở chung kết Miss Grand International 2022. Đến nay, cô sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Chung kết Miss Grand International 2022, Hoa hậu Hòa bình quốc tế, diễn ra vào tối ngày 25 tháng 10 tại Indonesia. Ban giám khảo lần lượt chọn ra top 20, top 10 và top 5. Từ top 5, vị trí Hoa hậu và 4 Á hậu sẽ được công bố. 2 tiếng trước giờ G, Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện trên thảm đen với chiếc đầm vàng nổi bật. Bộ cánh cắt ao ở eo tạo những khoảng hở gợi cảm. Đêm nay, cô trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Những ứng viên sáng giá nhất đã lộ diện. Trong bảng dự đoán cuối cùng, chuyên trang Global Beauty đánh giá đại diện Brazil là hạt giống tiềm năng số 1 cho vương miện Hoa hậu. Tiếp theo là Cộng hòa Séc, Indonesia, Puerto Rico và Thái Lan. Đoàn Thiên Ân, đại diện Việt Nam, có khả năng vào top 20 nhờ thắng bình chọn. Từ Indonesia, Thiên Ân chia sẻ với Dinh cô áp lực trước vòng thi cuối. Dẫu vậy, người đẹp sẽ cố gắng bình tĩnh để thể hiện hết mình. Cô gái 22 tuổi nói, từ vòng thi bán kết, tôi bị cảm cúm nhưng may mắn chỉ ốm nhẹ. Tôi đã uống thuốc và tình trạng cơ thể tốt hơn nhiều. Trên sân khấu chung kết hôm nay, tôi sẽ biến áp lực thành động lực để có thể có những phần thi tốt nhất. Thiên Ân sinh năm 2000, là sinh viên Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cô cao 1,75m, số đo 3 vòng 88, 5, 66, 98cm. Suốt hành trình vừa qua, Thiên Ân có sự cố gắng, tự tin, tinh thần năng lượng. Người hâm mộ kỳ vọng cô đạt được thành tích xứng đáng. Miss Grand International được tổ chức lần đầu năm 2013 nhằm tìm kiếm vẻ đẹp nóng bỏng, có trí tuệ. Người thắng cuộc có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để vận động nâng cao tinh thần đoàn kết, chấm dứt bạo lực. Dù sinh sau đẻ muộn, Miss Grand International đã được Global Beauty xếp vào top 6 cuộc thi hoa hậu uy tín hiện nay, bên cạnh Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth và Miss Supranational. Mùa giải 2022 đánh dấu 10 năm tổ chức của cuộc thi này.